con gái mỹ nhân Philippines tóc buộc hai chấm dễ thương. Gần 9 tháng tuổi, bé Sia bụ bẩm đáng yêu và đã chập chững những bước đi đầu tiên. Công chúa nhỏ Marian Rivera và Ding Dong Dantes được bố mẹ cho đi tiệc sinh nhật. Cô bé tò mò và háo hức nhìn khắp nơi. 9 tháng tuổi, Sia trắng trẻo và bụ bẩm, tóc được mẹ buộc hai chấm trông rất dễ thương. Cô bé có gương mặt rất giống bố. Em bé đáng yêu trong vòng tay mẹ. Ông bố Ding Dong Dantes mới đây tiết lộ, điều ước lớn nhất trong sinh nhật anh ngày 22 tháng 8 chính là gia đình ba người luôn ở bên nhau và thật hạnh phúc. Ngoài ra anh chia sẻ, tôi mong cho con gái khỏe mạnh, ngoan ngoãn và trở thành người tốt. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tin tức Sao Việt trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng các quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho tin tức Sao Việt để chúng tôi có thêm nhiều động lực cho ra mắt thật nhiều sản phẩm hay hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.